Chị em và các bạn nhìn gà nướng muối ớt có ngon không nè? Nếu mà thích thích thì vào bếp cùng làm với Vành Khuyên nha. Mình sẽ ăn gà và sốt muối ớt ở đây ạ. À, đây là cái con gà khoảng 1,5 kg. Và bây giờ đầu tiên mình khuyên sẽ rửa con gà này muối và giấm để rửa cho nó sạch nha, và gà nó không hôi. Một trái ớt, 2 cái tỏi, 1 cái củ hành, sử dụng ngũ vị hương, đường, muối, tiêu cũng như là hạt nêm. Bây giờ mình sẽ lột cái củ này ra và mình đi rửa cho sạch nha. Mình sẽ dùng cối mình bỏ củ hành cũng như tạt tỏi và mình xay, sẽ xay thật là nhuyễn cho nó mịn ra luôn như bột. Nếu mà anh chị em và các bạn nào không có máy giống mình khuyên thì mình có thể đâm nha. Anh chị em và các bạn xay nhấp thả thì sau khi xay xong mình sẽ được như thế này. Nó bột nhuyễn như thế này thì khi mà mình ướp vào trong gà nó dễ thấm hơn. Gia vị hôm nay sẽ gồm có 2 phần, và mình sẽ đổ cái dừa xay xong nè, mình cho ra chén, và một phần ba thì mình cho qua một chén, và cái chén bên kia là 2/3 nha. Và để cho cái màu gà nó lên được đẹp đó, mình sẽ sử dụng dầu màu điều. Thì anh chị em và các bạn có thể cho 1 muỗng cà phê dầu màu điều vào trong cái chén mà 1/3 gia vị, khoảng 1 muỗng cà phê dầu màu điều nha. Bởi vì mình chỉ cần cho cái da nên mình cho ngoài cái phần thoai lên da thôi ạ, còn bên trong thì mình không cần. Cái 2/3 này để mình pha gia vị cho con gà. Bên trong con gà 1 muỗng canh đường, 1 muỗng ăn canh đường vào cái phần 2/3 nè nha, để mình ướp vào bên trong cho nó không có cháy đó. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, và do có ớt rồi mình khuyên không cho tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn cái này ở đây, mình sẽ qua cái phần bên đây là ướp da gà. 1/2 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt để chỉ tránh cháy, nhưng mà mình cho muối và bột ngọt sẽ giúp cho cái da gà nó giòn. Mà anh chị em nào không sử dụng bột ngọt thì bỏ ra, nhưng mà da gà sẽ không có đậm đà. Trong đây mình khuyên cũng muốn cho thêm một chút xíu, khoảng 1/8 muỗng cà phê bột ngọt. Món này mình phải cho bột ngọt, nếu không thì không cho thì không có ngon. Ở những cái tiệm người ta bán, người ta sẽ cho rất là nhiều bột ngọt luôn ạ, chứ không phải như ở nhà mình ăn nha. 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương, cái này ướp vào trong gà nha, bởi vì nó sẽ dính rất là nhiều, do đó mình mang găng vào. Mình cho hết cái phần ở chén này vào trong bụng gà. Xoa đều ở trong đây. Vậy em và các bạn xoa cho kỹ. Rồi sau khi xoa xong, mình sẽ rửa tay và cho cái phần gia vị bên ngoài này vào bên ngoài. Và mình sẽ xoa đều như thế này. Mặt trên cũng như là mặt dưới của con gà luôn ạ. Bây giờ thì màu gà nó đã đẹp rồi, nó lên màu rất đẹp. Và bây giờ mình, anh chị em và các bạn sẽ để ở đây nha. Hoặc là nếu mà mình ướp lâu hơn 30 phút, mình khuyên sẽ ướp trong vòng 30 phút. Nếu mà anh chị em và các bạn nào ướp lâu hơn 30 phút, mình nên cho vào tủ lạnh để tránh hư gà. Nhưng mà mình nên lấy đồ đậy lại, bởi vì đây là thịt sống, mình phải che cho kỹ nha. Nó có thể nhiễm khuẩn ra những cái thực phẩm khác ở trong tủ lạnh của mình đó. Cho nên là anh chị em và các bạn
cho vào thịt sống thì nó không tốt cho cái tủ, nó sẽ nhiễm khuẩn. Do đó mình khuyên sẽ cho vào và đậy lại, nhưng mà mình sẽ massage như thế này, mình phát xa như thế này để cho gà nó thấm gia vị. Rồi mình khuyên sẽ cho vào tủ lạnh, thì một tiếng nữa mình khuyên mới nướng, do đó sẽ cho vào tủ lạnh nha. Xong rồi, làm như thế này thì gọn gàng, bảo vệ sạch cái tay của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi nướng gà đây. Mình khi sử dụng một cái khay như thế này, nó có cái lưới, mình để xuống như thế này và mình bỏ gà lên. Nhưng mà trước khi mình cho gà vào trong cái khay nướng thì anh chị em và các bạn sẽ lấy nó lên. Mình sẽ bỏ bớt những cái tỏi và ớt này đi, mình lấy cái cọ này mình bỏ bớt đi, bởi vì nếu mình để những cái này một chút xíu nữa mình nướng nó sẽ bị cháy. Do đó anh chị em và các bạn nhớ quét những cái ớt với cái tỏi này đi nha, tỏi hành hồi nãy đó, gia vị ướp á. Và mình khuyên sẽ tiếp tục quét cho hết cái này cho sạch nè. Mình khuyên để gà nãy giờ cũng được một tiếng rồi ạ, bởi vì mình khuyên để gì cho nó thấm. Nếu anh chị em và các bạn nào không có thời gian á, mình để chỉ khoảng 30 phút là mình nướng được rồi nha. Cái này không có cần ướp lâu lắm đâu, bởi vì chút xíu nữa mình sẽ chấm muối ớt. Nghe đến cái từ chấm muối ớt là nghe mình thèm rồi đó. Rồi mình khuyên sẽ tiếp tục quét cho sạch rồi cho vào khay nè. Và mình sẽ cho con gà như thế này vào khay luôn. Vậy mà các bạn sẽ để gọn vào, mình sẽ cho vào lò nướng nè. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, mình sẽ nướng. Nãy giờ mình khuyên cũng mở lò được 10 phút rồi. Đây mình khuyên có cái lò nướng thịt như thế này, cái lò này nó nhỏ xíu thôi, đủ để mình nướng thịt hay là cá đó. Sẽ cho chính giữa lò như thế này, lò mở trước 10 phút nha. Và mình sẽ để 180 độ trong vòng 30 phút. Thì trong lúc mình nướng bên kia, chị em và các bạn sẽ cho dầu vào chảo nè, cho khoảng một muỗng canh dầu. Nồi cơm mình khuyên đã nấu sẵn và để nguội đi ạ. Mình sẽ cho cái gia vị ướp gà lúc nãy mình còn lại đó. Nhớ là mình để lửa nhỏ để nó vang nha. Khi mà những cái này nó thơm rồi nè, nó vàng thơm rồi nè, mình sẽ cho toàn bộ cơm này vào nha. Và để làm món này thì anh chị em và các bạn có thể dùng gạo khô, ăn thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình khuyên hôm nay hết gạo khô rồi, cho nên nấu cái gạo này nó là gạo dẻo, thơm quá luôn á. Cái mùi gia vị nó bốc lên nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ xào cơm với cái sốt này cho nó chín nè. Và anh chị em và các bạn chỉ xào như thế này thôi, không có nêm. Bởi vì một chút xíu nữa mình ăn cơm này, mình ăn với lại gà, và mình không có nêm cái gì vô cơm hết, chỉ cái gia vị này là đủ rồi. Bây giờ thì mình có thể mở lửa lớn lên và đảo đều cho cơm chín nha. Khi mình nướng được 20 phút rồi thì anh chị em và các bạn nhìn vào thấy nó hơi lên màu rồi nè. Và bây giờ mình khuyên sẽ nâng lên thành 200 và nướng hai lửa luôn nha. Mình cũng vẫn nướng hai lửa và có quạt. Mình nâng lên 200 và tiếp tục mình sẽ nướng thêm 20 phút nữa nha. Trong lúc nướng gà bên kia thì mình khuyên cũng chuẩn bị dưa leo cũng như là đồ chua. Cái đồ chua này anh chị em và các bạn sẽ xem ở video cách làm bò nướng nha. Và mình sẽ cắt dưa ra nè. Thì tùy anh chị em và các bạn thích cắt như thế nào cũng được, tùy theo gia đình mình nha. Thì để ăn cơm thì mình cắt như thế nào cũng được. Mình khuyên cắt hơi dày, cái gì ăn dày nó giòn và nó ngon ha. Và mình khuyên cũng cho đồ chua ra luôn nè. Đồ chua này gồm có su hào và cà rốt. Anh chị em và các bạn có thích
Ăn những loại rau khác thì có thể cho vào thêm nha. Thì ở đây mình khuyên chỉ làm những cái như là rau thơm, xà lách, rau đồ chua cũng như là dưa leo. Đây mình khuyên vừa đem gà ra, sau khi mình nướng được khoảng 40 phút thì mình khuyên đem gà ra để mình lật lại. Bây giờ nó gần chín rồi ạ, mình sẽ lật lại, cái da nó cũng giòn. Lật lại để mình cho nó chín cái mặt bên đây. Wow, nó giòn, ở dưới nó giòn ghê lắm rồi. Rồi mình khuyên sẽ bỏ tiếp vào lò và nướng 200 độ trong vòng 20 phút nữa. Bây giờ mình sẽ làm muối ớt để chấm đây. Mình khuyên sẽ cho vào đây ớt, thì mình khuyên dùng ớt sừng hay là ớt pepperoni. Cái ớt này nó không cay, con nít ăn được luôn ạ. Mình sẽ dùng nửa trái, anh chị em nào thích cho nhiều cũng được, không sao hết. Bởi vì là nó không có cay cho nên mình cho bao nhiêu nó cũng nó hơi hơi the the thôi ạ. Cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối, và bây giờ mình khuyên sẽ giã cái này cho nó nhuyễn ra nè. Và mình cứ tiếp tục giã như thế này, anh chị em và các bạn giã đến khi nào mà nhìn thấy nó thật là nhuyễn luôn. Và mình khuyên không cho vào máy xay, bởi vì xay cái này xay rất là khó, mà mình cần phải giã như vậy để cho ớt, đường cũng như là muối nó hòa quyện lại với nhau đó. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây, mình tiếp tục cho vào đây muỗng canh chanh nha, nước cốt chanh ạ. Anh chị em mà các bạn nhìn thấy ngon không ạ? Cái màu rất là đẹp luôn, rất là thơm, nó thơm cái mùi ớt sừng á, rất thơm luôn ạ. Và bây giờ mình sẽ để ở đây cho nó tan đường cũng như muối ra, và mình chờ cho gà bên kia chín nha. Bây giờ mình kiểm tra gà của mình có nó vàng chưa nè. Ôi, nó gần vàng rồi đó. Thì mình sẽ xoay trở lại nha, mình coi cái bếp, tùy theo cái bếp của mình nó nóng chỗ nào thì mình sửa lại nè, mình sửa cái vị trí này nha. Mình khuyên sẽ nâng lên, mình nướng 10 phút nữa, trong vòng 10 phút nữa 230 độ nha. Mình sẽ cho cái sốt này ra ngoài cái dĩa nè, anh chị em và các bạn sẽ thấy cái sốt nó kẹo như thế này, ngon ha. Này là sốt muối ớt đó. Rồi bây giờ đến giờ rồi, mình khuyên lấy ra thôi. Wow, gà nó chín rồi, nó vàng ươm luôn ạ. Anh chị em và các bạn nhìn thấy không, rất là nóng. Em và các bạn có nhớ cái dầu tỏi của mình khuyên không ạ? Thì anh chị em và các bạn nào muốn xem á thì vào video cách làm bún cá của mình khuyên đó. Bây giờ thì mình khuyên sẽ quét cái dầu này lên nè, anh chị em và các bạn thấy nó giòn không, mà nghe nó giòn ghê không. Bây giờ mình sẽ quét cái dầu tỏi này lên cốt yếu để cho nó bóng gà và nó thơm nữa ạ. Đây cái da nó rất là giòn nè đó. Bây giờ mình để đây, mình chờ nó hơi nguội một chút xíu thì mình sẽ cắt ra và ăn cơm nha. Và bây giờ thì không có chờ được lâu nữa đâu, mình khuyên sẽ lấy ra và cho vào trong dĩa cắt ra luôn nha. Đây, vậy mà các bạn thấy gà có ngon không nè? Rất là ngon luôn hen. Bây giờ mình khuyên để gần cho anh chị em và các bạn coi màu sắc con gà nè, nhìn nó đẹp không? Màu rất là đẹp ha, nhìn nó màu nó mỡ màng và nó màu nâu nâu cánh gián như thế này, rất là đẹp. Và chờ nguội để mà mình khuyên cắt ra chấm với lại cái sốt muối ớt này, và mình khuyên cũng ăn với lại những cái dưa và dưa chua đậu thơm. Mình sẽ chờ nguội một chút xíu nha, bây giờ nó đang bốc khói lên ạ. Và cái sốt này mình sẽ cho ra chén để mình chan, mình ăn cùng với cơm luôn. Cái nước sốt ở trong con gà nướng chảy ra đi ạ. Mình khuyên sẽ bỏ mỡ đi. Và để nướng một con gà như thế này thì không mất quá nhiều thời gian đâu ạ. Và màu sắc thì rất là đẹp và vị cũng vừa ăn nữa. Nếu mà anh chị em và các bạn nào thích thì vào bếp với Vành Khuyên nha. Bây giờ thì Vành Khuyên xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha.